Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý có trong bản tin Nhà đất và Đầu tư ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau khi điều chỉnh giá khởi điểm, huyện Thanh Oai và công ty đấu giá hợp danh Trường Sơn vừa thông báo lùi thời gian tổ chức đấu giá 57 lô đất tại xã Cao Dương vào ngày 8 tháng 9 tới. Theo kế hoạch, các lô đất này có diện tích từ hơn 74 đến gần 135 m², giá khởi điểm được điều chỉnh tăng thêm 703.000 đồng 1 m², từ mức hơn 8 triệu đồng lên 8,8 triệu đồng 1 m². Trước đó, tại phiên đấu giá 68 lô đất tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, đã thu hút đến hơn 1.500 người tham gia. Giá trúng của các lô đất cũng bị đẩy lên cao phi lý, gấp 5 đến 6 lần giá khởi điểm, cao nhất tới hơn 100 triệu đồng 1 m². Ngay sau đó, nhiều lô đất đã được giao bán lại với mức giá chênh hàng trăm triệu đồng. Các chuyên gia cho rằng giá khởi điểm thấp khiến tiền đặt cọc thấp từ hơn 100 đến 200 triệu đồng. Một số người sẵn sàng chấp nhận bỏ cọc nếu không sang tay được. Nhiều nhà đầu cơ, môi giới sẽ lợi dụng lấy mức trúng đấu giá đó làm điểm neo nhằm đẩy hàng xung quanh. Do vậy, cơ quan quản lý cần xem xét cách thức đấu giá sao cho phù hợp để ngăn chặn tình trạng này. Chúng tôi cho là cái việc này từ đó này cũng cần phải xem xét thêm cái cách thức đấu giá của các cái cơ quan và tổ chức đấu giá nên như thế nào, bởi vì cái việc đó nó cũng lại là ảnh hưởng đến cái việc là cái tâm lý của thị trường. Nó sẽ tạo ra những cái là cái tâm lý là lo ngại, là nhiều người sẽ chạy đi mua đất, bởi thấy được chắc là thế này thì giá đất nó sẽ lên cao lắm. Và đây chính là cái là ảnh hưởng, cái tác động xấu của thị trường. Được biết, từ nay đến cuối năm, huyện Thanh Oai dự kiến còn 5 phiên đấu giá đất sẽ được tổ chức. Nhiều huyện khác cũng đã xác định giá khởi điểm cho các khu đất để đưa ra đấu giá trong tháng 8 này và quý 4 năm nay. Thưa quý vị, tại cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai vừa qua, giá khởi điểm các thửa đất chỉ từ 8,6 đến 12,5 triệu đồng 1 m², trong khi giá thị trường tại đây đang dao động khoảng từ gần 30 đến 40 triệu đồng 1 m². Đây là nguyên nhân chính dẫn đến những kỷ lục về số người và lượng hồ sơ tham gia đấu giá. Vậy đâu là nguyên nhân của việc định giá thấp này? Theo quyết định 46 ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hệ số điều chỉnh giá đất của huyện Thanh Oai là 2,35. Bảng giá đất hiện còn hiệu lực được ban hành năm 2020 dao động trong khoảng 3,6 đến 5,3 triệu đồng 1 m². Do đó, khi nhân hai hệ số này với nhau, chỉ cho ra mức giá từ 8,6 đến 12,5 triệu đồng 1 m². Hệ số điều chỉnh giá đất của cả thành phố Hà Nội cũng chỉ dao động trong khoảng từ 2,5 đến 3,25. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Oai, cách tính giá khởi điểm có sự thay đổi là theo hướng dẫn thi hành luật đất đai mới. Nghị định 71 bây giờ có hiệu lực với phương pháp tính trước đây. Phương pháp tính trước đây chúng ta xác định giá khởi điểm dựa trên yếu tố về thuê tư vấn để tham khảo, dựa trên các tài sản so sánh đưa ra. Và như trước đây chúng tôi đã thuê tư vấn và xác định là cái giá khu vực này của chính cái khu dự án này là từ 40 đến 45 triệu. 1 m², chứ không phải 8 đến 12 triệu 6 đâu. Do bảng giá đất ban hành năm 2020 vẫn còn hiệu lực, nên trước đây Hà Nội đã ủy quyền cho cấp huyện chủ động xác định hệ số điều chỉnh ở mức cao, giúp việc định giá đất sát với thị trường. Tuy nhiên, từ tháng 2 năm nay, khi chính phủ ban hành Nghị định 12, sau đó đến tháng 6 là Nghị định 71 để hướng dẫn thi hành luật đất đai mới, thành phố đã dừng việc ủy quyền này và làm theo hướng dẫn. Đây là nguyên nhân dẫn đến giá khởi điểm đất đấu giá ở các quận huyện được xác định trong năm 2024 ở mức thấp. Theo cái quy định này thì cái giá xác định giá khởi điểm đấu giá thì nó còn thấp so với cả cái giá thị trường. Cho nên là cũng là một cái băn khoăn đối với huyện khi mà tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Nó có thể xảy ra một số nhà đầu tư đẩy giá cao lên, sau đó rồi là bỏ cọc nếu như mà họ không đạt được cái kỳ vọng lợi nhuận của họ. Cái tiền đặt cọc nó sẽ rất là thấp. Do vậy là rất là nhiều khách hàng họ có cái tâm lý là cứ nộp vào và trả giá rất cao và sẵn sàng là công tác là bỏ cọc. Cái việc bỏ cọc nếu mà không có cái công tác giao dịch sau khi chúng đấu giá là họ sẵn sàng bỏ cọc vì cái chi phí là tiền cọc nó sẽ rất là thấp. Do vậy là cũng rất khó khăn cho cái công tác là xác định cái kế hoạch để hoàn thành cái chỉ tiêu đấu giá. Cuối tháng 8 và đầu quý 4 năm nay, nhiều huyện như Mỹ Đức, Hoài Đức, Phúc Thọ, Sóc Sơn sẽ tổ chức đấu giá đất ở. Nguy cơ bị giới đầu cơ lợi dụng để thổi giá là không hề nhỏ với mức giá khởi điểm thấp vừa được xác định này. Để cái việc đấu giá nó hoàn thành một cách tốt nhất
và tránh những cái hiện tượng thổi giá, làm giá cũng như bỏ cọc trong tương lai. Thì cái việc đầu tiên là thành phố Hà Nội cần chỉ đạo các quận huyện xác định đúng cái giá khởi điểm theo cái mặt bằng giá thị trường của địa phương và thực hiện cái việc đấu giá một cách đồng bộ, chặt chẽ. Luật đất đai 2024 đã có hiệu lực nhưng bảng giá đất mới chưa được ban hành. Đây chính là thời điểm giao thoa giữa các quy định trong luật mới và cũ nên rất cần có những điều chỉnh kịp thời từ các cơ quan chức năng để việc định giá đất sát với thị trường, giúp việc đấu giá đất được minh bạch, hiệu quả, đem lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phúc Thọ vừa ra thông báo mới tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 50 thửa đất tại các xã Trạch Mỹ Lộc, Xuân Đình và Thọ Lộc với giá khởi điểm gần 20 triệu đồng một mét vuông. Theo đó, huyện Phúc Thọ sẽ đấu giá 30 thửa đất khu Dọc Chanh thuộc xã Trạch Mỹ Lộc với tổng diện tích 3.326,8 mét vuông, giá khởi điểm thấp nhất là 23,4 triệu đồng một mét vuông. Khu đất thứ hai gồm 9 thửa đất tại khu Đồng Phương, xã Thọ Lộc với tổng diện tích hơn 1,3 nghìn mét vuông, giá khởi điểm là 19,8 triệu đồng một mét vuông. 11 thửa đất còn lại thuộc khu Hương Nam, xã Xuân Đình với tổng diện tích hơn 1,2 nghìn mét vuông. Đây là khu đất có giá khởi điểm cao nhất ở mức 25 triệu đồng một mét vuông. Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết, ngoài những tiêu chí bắt buộc, các đơn vị tham gia tổ chức đấu giá sẽ phải trải qua bước chấm thang điểm, tối thiểu 85 điểm, chủ yếu là các yêu cầu như đảm bảo cơ sở vật chất, phương án đấu giá, năng lực uy tín, kinh nghiệm đấu giá. Trước thực trạng giá bất động sản tăng cao một cách phi lý, đặc biệt có dấu hiệu thổi giá, giá ảo, tình trạng đầu cơ khiến nhiều dự án bỏ hoang đất gây lãng phí, Luật đất đai 2024 dù có áp dụng khung giá đất mới, cơ chế phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, thì giá đất có khả năng chỉ tăng chứ không giảm. Nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề cấp bách hiện nay là cần ban hành ngay chính sách về thuế bất động sản bỏ hoang hay căn nhà thứ hai. Điều này sẽ hạn chế tình trạng đầu cơ trục lợi, giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh. Theo số liệu thống kê của Bộ Xây dựng, trong quý 2 vừa qua, lượng giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ có xu hướng sụt giảm 30% so với đầu năm do nền giá cao và người mua giữ tâm lý chờ đợi. Cụ thể, phân khúc nhà ở gồm căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ đạt gần 25.900 giao dịch trong quý 2, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tại Hà Nội, lượng căn hộ mới bán được giảm 4% so với quý 1, đạt gần 5.100 căn. Trong khi đó, mức độ quan tâm của người mua nhà đi ngang so với tháng 3 và tháng 4, lượng tin đăng cũng giảm 9% trên thị trường mua bán. Thực tế, thị trường bất động sản vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau nhiều nỗ lực tháo gỡ từ cơ quan quản lý. Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục gỡ khó cho các dự án bất động sản, nhất là dự án có khả năng thanh khoản tốt để tăng nguồn cung, hỗ trợ thị trường chuyển biến rõ nét trong nửa cuối năm. Bộ cũng đề nghị các địa phương rà soát tháo gỡ các dự án đầu tư, đặc biệt dự án lớn hoặc tồn đọng nhiều năm. Một thực trạng vẫn tiếp tục diễn ra trên thị trường bất động sản, đó là tình trạng lệch pha cung cầu. Riêng trong quý 2, thị trường đón nhận thêm 27.300 sản phẩm, trong đó 50% thuộc về phân khúc căn hộ chung cư. Tuy nhiên, 60% nguồn cung chung cư thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang. Nguyên nhân chính dẫn đến sự chênh lệch về cơ cấu nguồn cung sản phẩm trên thị trường là do thương